Ok các bạn, hôm nay mình ra sau vườn trồng dâu ha. Dâu này là dâu Đà Lạt đó các bạn, mà ở bên Mỹ gọi là strawberry á, trái đỏ đỏ ngon ngon á. Nè, bây giờ mình đã làm sẵn một cái chỗ như thế này đây để mình trồng dâu. Con này là các bạn thấy không? Nó ra bông nè, là quay sát lên ha, thấy bông không? À, bông trắng trắng, mai mốt là trái rồi nha các bạn. Mùa xuân rồi là bắt đầu là có bông ha. Đây đây nè, cái chậu này nè, bự nè. Đó, các bạn thấy không? Tới tươi tốt ghê chưa? Mai mốt là trái ra đầy luôn á nha. Đó. Rồi khi mà nó cái dây nó dài lắm các bạn. Nó ra rồi cái nó mọc ở dưới đất, cái rễ của nó đó. Nó ăn ở dưới lòng đất luôn. Giống giống mấy cái dây dây dài dài, dài vậy nè. Đó, nó ra dài 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 cái nó ăn dưới lòng đất luôn, để cho mình chỉ cho các bạn coi nè ha. Nè, quay gần gần nha. Đó, thấy chưa? Đó, các bạn thấy cái dây nó chưa? Nè. Nè, thấy chưa? Đó. Nó ở dưới đất luôn rồi nè. À. Rồi đây nó cũng ở dưới đất luôn nè. À, bây giờ mình đem nó lên. Âu chà. Mình đem lên cho trong đây, mình trồng trong đây nha các bạn ha. À, thấy không? Các bạn thấy không? Nó ăn sâu với lòng đất luôn mà bà, bây giờ nó nở hoa rồi nè. À, mình đem bên đây mình trồng nó tốt hơn nữa các bạn. À. Ở đây còn một bụi nữa các bạn. Ơi dạ. Nó leo ra ở ngoài nha các bạn. Cái dây của nó leo ra ngoài luôn nè. Bây giờ nó mọc rễ. À, thấy đẹp không? À, dạ. Mình trồng ở đây. À, mình đem ra đây mình trồng. Rồi mình ở chỗ đây nhiều quá đi. Cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ bứng một bụi nha các bạn ha. À, mình bứng một bụi để đem vô trong cây trồng. Chứ nhiều này nó dày quá đi, nó cũng không có tốt gì mấy. Để mình coi cái bụi nào mình bứng ra sao mà ấy da, nó dày quá. Ôi cha cha, không biết cái này còn rễ không nè. Mình nãy mình ngắt cái hơi ngắt hơi lộn. Thôi kệ, mình nhét cái đây đi. À, mình phải có cái rễ luôn á các bạn, chứ mình đừng có bứng bậy bứng bạ nha. À, phải có cái rễ nữa mới được cái nghe các bạn, nó mới tốt. Ok, để mình bứng cái này có cái rễ. Này mình làm vườn lắm chơi vậy các bạn. À, sức khỏe vậy thôi chứ ăn uống gì. Camera ở ngoài khó thấy quá hả? Cái này mình trồng cho vui nhà vui cửa các bạn ơi. Đó. À, dạ. Rồi. Cái này nó có rễ luôn này. Đó. Mình thấy cái cây này ok nè. Ha. Rồi, mình đem vô đây. Trồng cái đây. Như vậy là mình có ba nhánh điều rồi. Ồ, nhánh trong đây nó cái bụi nó bự quá. Thôi, như đây để yên cho nó được rồi. Mình trồng ba bụi mai này gì cũng đủ rồi ha. À. Trồng này nó vui các bạn. Nó không có là gì. À, có con nhánh này nó ra mọc ở ngoài. À, này nó mọc ở ngoài. Thôi mình đem vô đây mình trồng được luôn. Rồi, đơn giản giống như là mình đang giỡn vậy. Còn cái bụi này thì nó tốt rồi.
nó quá tốt rồi, mình để yên nguyên luôn nha. Ồ, cái bùa này nó tốt lắm các bạn ơi. Các bạn thấy không, bông đều quá trơn nè, mai mốt là trái nhiều lắm á nha. Rồi mình đơn giản là mình trồng như đây vậy thôi. Ớt của mình mùa đông nè chết hết trơn này. Ở bên Mỹ này mình tận dụng đất đai chỗ nào có là mình trồng giống như đây này. Các bạn biết cái gì không? À, cái này là cây cần nước nè các bạn. Rất là thơm ngon nha. Nè, xa xa chút xíu nè. Có thể cái tay mình hơi dơ, nhưng mà mình cái này mình ăn sống được luôn nha các bạn. Tay mình hơi dơ, mình ăn luôn. Ngon mà. Hơi đắng đắng. Rồi, qua đây cho các bạn coi mấy cái ớt còn sống nè. Cái ớt này còn sống nè. Được dài ba trái, thay lắm nha các bạn. Đây là cây tắc của mình. Ok, quay bên đây cái này nữa thôi. Này thôi. À, cái này là cây, này là cây đào nữa các bạn. Nó ra bông gần hết rồi. Năm nào nó cũng có trái hết mà trái nó nhỏ nhỏ không có lớn gì mấy. Hello, xin kính chào tất cả quý vị nghe. Bữa nay là hai lúa của mình ở nhà bên Mỹ làm gì đây thì cắt cỏ. Làm cỏ đây. Cho quý vị cái vườn cỏ nè ha. Bây giờ sau một mùa này á thì nó hơi tơi tả. Bây giờ mấy cái này nè các bạn mà mình không lấy lên đó các bạn. Đó là cỏ mà mình không diệt tận gốc á. Cái loại cỏ này là cỏ dại. Rồi nó mọc lên nó tùm lắm. À, đó, lấy lên gì nè. Cục thế này đây. Mình cắt ở trên đầu thôi à. Rồi nó cũng phải sống lại thôi à. Nó sống lại. Đó, các bạn thấy cái xanh xanh này á là hạt cỏ đó các bạn. Đây. Đó, mình để nó không phải là cỏ mịn như thế này. Mà mấy này cỏ nè. Ờ, cỏ dại, cỏ hoang. Sao mà nhiều quá năm nay. Trời ơi, làm cỏ mà bọn quần tây áo sơ mi. Hai lúa này cũng chảnh ghê chứ. Thay vì người ta 10 năm á các bạn, cái người ta thay cỏ lại, mình không có thay. À, mình có mấy cái ống vòi nước á các bạn, nó tưới xung quanh này nè. À, thấy không em? Quay sát đi ha. À, mình phải đào nó vậy lên đấy các bạn. Thì nó mới diệt tận gốc được. Sao mà năm nay nhiều quá. À, một đống cái này không? Quá trời mấy ảnh luôn. Quá trời mấy đất. Cái này mình làm rất... Ôi da. Cái này nó bự quá. À, các bạn thấy không? Cái rễ nó ngắm sâu dữ luôn này. Wow, một cục bự nè. Ai nói ở Mỹ không làm cỏ đâu. Làm cũng chết luôn thấy chứ. À. Rồi, đại khái vậy là cho các bạn xem thử là cỏ ở Mỹ, cỏ hoang Mỹ như thế nào ha. Rồi cái mình bỏ vô trong thùng rác, cứ cách 2 tuần
hai tuần là lấy lần ha, hay mỗi tuần? Hai tuần ha, hai tuần rồi mình để đây ha. Để các bạn đi xem mình có cái thùng rác như thế này đây. À, bây giờ là mình bỏ vô đúng cái vị trí của thùng rác nha. Đây, đây cái thùng rác này là thùng rác. Cái đề là cái chữ nó mất rồi, green waste, có nghĩa là cỏ đó các bạn. À, rồi mình phải bỏ vô đây. Ở trong đây là cỏ, cây, cối khô. Như thế này. Còn cái thùng rác này á, là giống như thùng rác mà đồ ăn ở trong nhà đó. Rồi mình đổ vô đây. Còn bên đây là thùng rác recycle, giấy cạch tông, lon bia này kia nọ mình bỏ đây để cho người ta recycle, người ta tái chế lại. Rồi ok. Đó, có 3 thùng rác. Cứ mỗi ví dụ tuần này á, là đổ rác thức ăn trong nhà, rồi recycle là mấy cái đồ tái chế lại. Tuần sau là đổ rác, nhưng mà đổ cỏ luôn. Nó cứ thay đổi, cỏ với rác thay đổi vậy. Rồi ok. Đây á, cỏ mình nó thưa thớt rồi các bạn. Đây nè. Cái này là grasses, có nghĩa là hột cỏ, hạt cỏ. Mình trồng cỏ. Cỏ mà trồng rồi. À, mình chỗ lên cái này nè, mấy chỗ nào ấy ấy á. Vơ rồi là à, là khá gì rồi. Ngày mai nghe nói là mưa 100%, cho nên cái mình mua cái này về mình trồng. Các bạn có thể mua ở trong Home Depot hay là chợ lô cũng có chứ nhá. Rồi bên đây cũng bãi cỏ mình, các bạn nhìn xa xa được không, có hai cây dừa. À, cái bãi cỏ này ha, bên đây thì có cây thiên tuế. Rồi bây giờ mình rải mạ nha các bạn ha. Họ là họ lơ, anh em ta họ lơ. Nó mình rải đại thôi, còn lên hay không thì hên xui, nhưng mà Mỹ nó bán thì chắc cú lắm. Mà không biết tại sao nó màu xanh các bạn, hay là nó có cái chất mà bảo quản hay sao á. Mấy cái hộp này các bạn, không là hộp trắng nè. Tới cái mùa đông á mình cắt bằng đi, rồi cái nó lên tươi vậy nè. Khi mà nó có bông rồi, nó nở bông một lần á, nó tàn cái mình cắt lại nữa, cắt xác gốc ra cái nó lên lại nữa. Rồi các bạn lại coi là mấy cây, mấy biết gì không, cái này mai trắng nè các bạn. À, mai trắng của mình ở đây cũng hiếm có mai trắng lắm đấy nha. Mình trồng được mùa này nó lên sao mà tươi đẹp dễ sợ luôn á. Rồi hôm nay hai lúa dẫn các bạn đi coi. À, làm cỏ với trồng cỏ, không phải trồng cỏ mà giống như cái này là mình dậm nó lại để cho nó mau lên lại đấy các bạn. Tại cỏ cho mình này nó cũng thưa thớt quá. À, nó thưa thớt quá. Muốn cho cỏ tươi tốt, có một cái sân vườn mà nó mát mẻ thì mình phải chăm sóc nó các bạn. Cái gì cũng vậy, giống như vợ mà đẹp là tại được nhờ mình chăm sóc các bạn, còn nếu mà bà xã của các bạn mà không đẹp là tại vì bạn không có chăm sóc đó nha. Nè cho các bạn coi đây nữa nè. Xã bây giờ mùa đông nó là vậy đó, nhưng mà các bạn thấy không, đừng có khi thường đó nha. Mùa hè nó lên là bịch kín luôn á. Đó, đó cái xả nè. Cái này nhiều lắm. Cái này mình phải dọn dẹp nó. Đó. Đó.
nó nhiều lắm các bạn. Ồ, quá trời xả luôn này ha. Bây giờ mình hái mới để vô nhà. Hả? Khỏi. À, đập ở đây cũng được, mình dập cỏ mà. À, các bạn thấy không? Trời ơi, bây giờ các bạn mà ra ngoài đó. Rồi bắt trước qua bắt cái gì cũng trời ơi, xả trời ơi hả? Các bạn biết không? Nói thiệt các bạn, mùa đông này á, các bạn mà ra ngoài chợ á, cứ như đây thôi là 5 đô. Có 5 đô như đây các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 7 cây sải thôi. Đó, là 5 đô. Ở đây còn nhiều quá. Để mình hái bớt ra, tại biết các bạn biết sao, mùa hè nó lên dữ lắm. Tôi cũng thấy tôi không giống ai nữa. Chứ sao? Bận áo sơ mi, quần tây mà đi nhổ sả. Người ta nói mấy bụi rậm rậm này, các bạn có nhiều người nói sợ rắn, không có đâu. Thường thường mà rắn nó có vô trong mấy cái xã là nó kỵ với rắn lắm. Đó, thấy không? Các bạn biết như đây cũng nè, 50 đô nữa, thấy không? Đó. Ở Mỹ này cũng dễ kiếm tiền lắm các bạn. Dễ lụm tiền lắm nghe. À, nếu mà ai có đất nhiều á, người ta trồng, rồi cái người ta bán. Ở đây có chợ chùm hổm đó các bạn, gần nhà mình có cái chợ chùm hổm. Nè, đó, cái gốc này như đây thôi. Cái này thôi à. Đó, các bạn trồng là nó lên liền à. Vừa làm cỏ, rồi vừa hái xả luôn. Có mấy cái này ở nhà cũng đỡ lắm các bạn. Nhiều khi các bạn muốn ăn nấu bún bò Huế rồi á, hay nấu cái gì mà có xả. À, có sẵn, hỏi chạy ra chợ mua, đỡ tốn hết 50 đô. Ồ, mấy cây này trồng xuống là nó lên dữ lắm ha. Trồng đó không em? Nhiều quá hả? Mà không trồng thấy mấy nó uổng quá. Cái này ai có đất á các bạn. Rau cỏ củ quả ở bên Việt Nam rẻ chứ bên Mỹ mắc lắm. Rồi như đây được rồi. Tài khái ra hái ăn cắt cỏ rồi ra hái xả cho vui. Đó. Đó, nhiều đây tôi dám bảo đảm các bạn nha. 10 đồng. Bạn ta lụm liền ha. À. Rồi. Vừa làm cỏ rồi hái xả gieo hạt cỏ để cho nó lên nữa, coi sẵn còn chút nó gieo luôn đi rồi, tại ngày mai mình nói có mưa các bạn, hy vọng là trời mưa nha. À, gieo mạ nè, gặt nhanh ta gắn về. À, gieo mạ nè ha. À, còn như đây chút xíu qua đây, đổ bên đây chân luôn đi, tại bên đây nó cỏ nó yếu quá. Mình lớn rồi các bạn, mình làm gì cái quên dụng cụ hoài à. Quên này nhét cái đây nữa nè, chút xíu nữa là ra quên nữa nè. Hình như là 4 mũi rồi đó. Cái mũi thứ 5 là coi như là về nhà nhiều khi mở cửa ra cái nhìn á, ủa gái đâu, ủa bà ai vậy, tôi cũng nhớ quên vợ luôn các bạn. Nhưng mấy người kia nói vợ già quên, vợ trẻ không quên đâu. Rồi ok, bây giờ mình chấm dứt cái video đây ha. Rồi chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đây là đời sống Mỹ hiện tại đây. Bye bye.